cơ thể chúng ta chứa nhiều loại tế bào khác nhau, được xác định bởi các gen mà chúng biểu hiện và các chức năng mà chúng thực hiện. Tế bào gốc có thể biệt hóa thành bất kỳ loại tế bào nào và trong quá trình tái lập trình tế bào, các tế bào da trưởng thành có thể được đưa trở lại trạng thái tế bào gốc bằng cách sửa đổi các gen mà chúng biểu hiện. Hiện nay, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp tái lập trình tế bào để quay ngược tuổi của các tế bào da người trưởng thành. Báo cáo trên Eli, các nhà nghiên cứu có thể đưa các tế bào quay trở lại 30 năm và làm cho chúng trẻ trung trở lại, nhưng không thay đổi chức năng chuyên biệt của chúng. Các tác giả nghiên cứu hy vọng rằng công trình này có thể thúc đẩy y học tái tạo một cách đáng kể. Nhà nghiên cứu đã phát triển kỹ thuật tái lập trình các tế bào trưởng thành thành tế bào gốc. Shinya Yamanaka đã giành được giải Nobel cho những nỗ lực của mình. Các tế bào phải được xử lý bằng các yếu tố được gọi là Yamanaka trong khoảng 50 ngày để biến đổi thành tế bào gốc. Trong nghiên cứu này, một kỹ thuật sửa đổi đã được áp dụng, được gọi là tái lập trình thoáng qua giai đoạn trưởng thành, trong đó các tế bào được xử lý bằng các yếu tố Yamanaka chỉ trong 13 ngày. Vào thời điểm đó, các tế bào đã mất đi một phần bản sắc chuyên biệt và những thay đổi liên quan đến tuổi tác cũng không còn nữa. Khi các tế bào này phát triển bình thường, chúng hoạt động như tế bào da và biểu hiện các gen liên kết với tế bào da được gọi là nguyên bào sợi. Các tế bào cũng tạo ra collagen giống như tế bào da. Nhưng dấu hiệu của sự lão hóa đã biến mất. Các tế bào bắt đầu hao mòn và không hoạt động hiệu quả khi chúng già đi, và tuổi của chúng có thể được đánh giá theo một vài cách. Các thẻ biểu sinh trên bộ gen là một dấu hiệu của sự lão hóa, trong khi một dấu hiệu khác là dấu hiệu của một tế bào phiên mã tất cả các gen mà nó biểu hiện. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các tế bào được điều trị trong 13 ngày đã mất đi 30 năm dấu hiệu lão hóa so với những gì dự kiến dựa trên dữ liệu tham khảo. Khi các tế bào da được gọi là nguyên bào sợi được đưa đến trạng thái trẻ trung hơn, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chúng sản sinh ra nhiều collagen hơn. Collagen là một loại protein quan trọng cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho các mô và cơ thể. Khi các nhà khoa học thử nghiệm các tế bào đã được lập trình lại trong mô hình vết thương trên đĩa, collagen từ các nguyên bào sợi non di chuyển đến những nơi có tổn thương. Các nguyên bào sợi đó cũng cố định một khoảng trống được tạo ra trong một lớp tế bào nhanh hơn so với các nguyên bào sợi không được xử lý. Nghiên cứu cho rằng một ngày nào đó những tế bào được lập trình lại này có thể được sử dụng để chữa lành vết thương nhanh hơn. Sẽ cần nhiều công việc hơn để khám phá tất cả các cơ chế đưa các tế bào này đến trạng thái trẻ trung hơn. Nghiên cứu này là một bước tiến lớn trong hiểu biết của chúng tôi về việc tái lập trình tế bào. Tác giả nghiên cứu đầu tiên, tiến sĩ Dizit Hill, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của Upgrade tại Viện Babraham, cho biết: những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.